Thủ tướng của Australia lo ngại về kế hoạch tham dự cuộc họp G20 của Putin. Thủ tướng Scott Morrison vào hôm thứ Năm cho biết ông đã nêu lo ngại về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tiếp theo tại Indonesia trong năm nay. Đại sứ Nga tại Indonesia cho biết vào hôm thứ Tư, ông Putin có ý định tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, bác bỏ đề nghị của một số thành viên G20 rằng Nga có thể bị cấm tham gia của nhóm. G20 cùng với G7 nhỏ hơn, chỉ bao gồm Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Ý, Canada và Nhật Bản và Anh, là một nền tảng quốc tế quan trọng để phối hợp hành động về các vấn đề như biến đổi khí hậu và nợ xuyên biên giới. Nga đã gửi hàng chục ngàn quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 trong chiến dịch mà họ gọi là một chiến dịch đặc biệt nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của quốc gia láng giềng phía Nam và loại bỏ những người mà họ gọi là những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Các lực lượng Ukraine đã kháng cự quyết liệt và phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Nga trong nỗ lực buộc quốc gia này phải rút lực lượng của mình.